Rồi chào bác nha, hôm nay giao con Kubota L4508 đi nha bác, máy về Chi Tôm An Giang nha, này bác chủ nha. Bác chủ đến xe máy trực tiếp luôn nha bác. Về Chi Tôm An Giang trong ngày luôn nha, đang bảo dưỡng cho bác chủ nha, đang chà để sơn cho bác chủ nha bác. DI và máy cài của ta đề mới nha bác. Này mấy cái đồ phụ kiện đi theo để bảo dưỡng cho con máy nha bác. Con máy này cái bô đang hồi lôi luôn các bác ơi. Máy về Chi Tôm An Giang trong ngày nha. Sao đồ đã có dặm sơn cho bác chủ nha bác. Này. Xe cực kỳ là đẹp luôn. 4508 đi nha bác và máy cài của ta đề mới nha. Các bác nào có cần dòng Kubota L4508D này hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha bác. Hiện tại Kubota L4508D này thì hiện tại cửa hàng em còn rất là nhiều nha bác. Với các dòng máy khác nữa nha, như là Kubota 5018 với M6040 nha bác. 6040 su. Hiện tại là mấy dòng này cửa hàng em về rất là nhiều để cho các bác lựa chọn. Con này vì máy về Chi Tôm An Giang nha, đã có dòng cho bác chủ xương xương những cái chấp chày nha bác. Rồi lên xe nha các bác, Kubota L4508 đi nha, dòng máy cài Kubota đời mới nha bác. Cái dòng máy này vì 45 mã lực nha. Rồi này cửa hàng của em nha bác. Cửa hàng 5 ngư cơ Hưởng Phát nha. Địa chỉ ấp Long Thành A, xã Mậu, Lý Dung, tỉnh Đồng Tháp nha bác. Này, hotline là 0338955972 nha. Vỏ vì mới sơn cái mông cho bác chủ nha bác, chỉ sơn cái phần gốc dưới không sao đùi nha. Máy vừa Chi Tôm An Giang trong ngày luôn. Này là chưa vô cầu. Này là chưa vô cầu nè. Rồi lên cầu đi. Lên nhẹ nhàng luôn các bác ơi. Dở lên là lên, còn kéo xuống là chưa vô cầu. Đâu làm để cho bác xem nữa cái ơi. Đâu có lên. Rồi vô cầu đi. Rồi lên nhẹ nhàng. 4508 nha bác, quầy trong ngày luôn. Mình là quầy tỉnh An Giang phải không? Chi Tôm An Giang. Quầy trong ngày. Vỏ sao rất là đẹp luôn các bác ơi. Cái dòng này vì 4508 đi nha bác. Máy cài của ta thì mới nha. Đẹp trời cho nó quầy Chi Tôm An Giang. Rồi lên xe chúc bác chủ về làm phát tài nha. Máy cài của ta là 4508 đi nha bác. Máy về Chi Tôm An Giang nha. Về trong ngày luôn. Máy gì đã bảo dưỡng cho bác chủ hết nha bác. Chỉ việc là xuống đồng là xới thôi. Này bác chủ nha các bác.